Rồi, xin chào các bạn ha. Thì ở trong cái video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái kỹ thuật về function overloading ha. Thì cái overloading nghĩa là sao ha? Function overloading nghĩa là sao? Thì đây ha, đây các bạn nhìn vào cái ví dụ này. Thì ở đây mình sẽ có một cái class ha, class tên là demo đúng không? Thì cái class này á nó sẽ có, các bạn thấy ở đây nó sẽ có một hàm, hai hàm và ba hàm. Thì các bạn thấy cái đây là những cái hàm để tính tính tổng thôi, một cái hàm để tính tổng thôi, sum up lên thôi. Thì các bạn thấy ở đây là gì? Ồ, ở đây là một cái kỹ thuật người ta gọi là overloading cái function, tức là overloading cái hàm, tức là sao? Tức là một cái trong một cái class ha, hoặc là nằm bên ngoài class cũng được luôn đó. Thì những cái function này, những cái hàm này mình có thể làm gì các bạn? Mình có thể viết ra những cái hàm mà có tên trùng luôn ha, có tên giống nhau luôn các bạn ha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là ở đây mình có ba cái function, mà ba cái hàm này, ba cái phương thức này có cái tên trùng nhau hoàn toàn luôn các bạn ha. Thì cái trong cái ngôn ngữ hướng đối tượng đó, nó cho phép cái điều này xảy ra các bạn ha. Nó cho phép là đặt cái tên hàm trùng nhau đó. Ví dụ như trong cái chương trình mà si 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 chuẩn á, si thuận á, thường thường mình không, mình khi mình học á những cái kiến thức về si cơ bản thì mình không thấy cái điều này đúng không? Thì bây giờ qua cái phần si cộng cộng á, thì mình sẽ thấy cái điều này. Thì cái việc đặt tên hàm trùng nhau là được phép, miễn sao là các cái đối số truyền vào, cái kiểu dữ liệu đối số truyền vào nè là khác nhau ha, hoặc là cái kiểu dữ liệu trả về là khác nhau. Tức là trong một cái hàm này mình có một cái thông số nào đó là khác nhau là được ha, hoặc là có thể khác nhau về về số lượng phần tử ha. Thì ví dụ như ở đây mình có một cái hàm có hai phần tử kiểu in đúng không? Thì ví dụ ha, mình lấy ví dụ rồi mình có thể lại tiếp tục viết được một cái hàm như thế này. Nếu như hai hàm mà y chang nhau thì nó báo lỗi, nhưng ví dụ như hàm ở đây mình cho thêm một cái phần tử là c đi ha, thì các bạn thấy không? Cái số lượng khác nhau là được. Ở đây có hai phần tử ngỏ vào, ở đây có ba phần tử ngỏ vào đó, vậy là được ha. Thì cái kỹ thuật này người ta gọi là kỹ thuật overloading ha, kỹ thuật overloading. Khác nhau hàm, các hàm viết có thể có hàng các hàm viết trong cùng một class ha, trong cùng một cái lớp đó, có thể là giống nhau về tên ha, có thể giống nhau về tên, miễn là những cái số lượng phần tử truyền vào hoặc là cái kiểu dữ liệu của nó khác nhau là được ha. Rồi thì cái này nó rất là hay các bạn, bởi vì sao? Ví dụ như mình có cái hàm sum, mà nếu như mà mình truyền vào hai số nguyên á, thì kết quả trả về mình mong muốn nó phải là số số nguyên đúng không? Còn lại tiếp tục gọi hàm sum, nhưng mà nếu mà mình truyền nó vào là số gì, số thật, thì kết quả trả về của mình sẽ là số số thật. Cũng gọi hàm sum, nếu như mà mình truyền nó vào là kiểu kiểu chuỗi đúng không, thì kết quả trả về của cái hàm sum này là gì? Là nối dài của cái chuỗi đó ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ demo, mình chạy cái kết quả này cho các bạn xem. Thì thứ nhất là cái class mình tên là demo ha. Rồi thì mình sẽ đặt là demo ở đây. Thì các bạn sẽ tiến hành gọi demo chấm ha, chấm sum đúng không? Có một hàm thôi. Nhưng mà ở đây các bạn thấy không? Nó gợi nhắc cho mình là có ba cái kiểu ha, đây. Có ba cái kiểu để mà mình sử dụng, các bạn thấy không? Rồi mình mở ngoặc một cái ha. Đó, thì ở đây các bạn cũng sẽ thấy là gì đây? Nó có sẽ có ba cái sự lựa chọn các bạn. Đây, 1, 2 và 3. Các bạn thấy không? Đó, 1, 2, 3 loại đúng không? Đó thì các bạn khi mà các bạn viết những cái ngôn ngữ cấp cao á, các bạn hay hay thấy cái tình huống này, tức là gọi một cái hàm mà nó có nhiều cái lựa chọn cho mình. Và tức là cái hàm nó cùng tên và nó có nhiều cái tham số khác nhau, số lượng tham số khác nhau, hoặc là kiểu dữ liệu của cái tham số đó là khác nhau. Đó thì cái đó là cái kỹ thuật overloading. Rồi. Ví dụ mình truyền nó là hai số nguyên đi, thì nó sẽ gọi cái hàm truyền hai số nguyên đó. Cái nó trả về ha. Đó thì mình xuất nó ra. Rồi. N line ha. Rồi, thì bây giờ mình chạy kết quả mình coi. Đó, 3 cộng 3, 3 nhân 3 là bằng 9 các bạn ha, 3 nhân 3 bằng 9. Ủa. Hàm tính tổng hả? Ok. Thì mình sửa cái dấu này thành dấu cộng thôi ha. Dấu cộng hoặc là dấu nhân thì tùy mình. Rồi. Rồi chạy lại ha. Đó, 3 cộng 3 bằng 6 ha. Rồi. Hoặc là khi mà mình truyền vào số thật cũng được, tức là với cái kỹ thuật này thì mình truyền số nguyên, số thật, cái gì cũng được hết ha, nó sẽ lựa chọn cái hàm phù hợp để mà nó chạy ha. Rồi 3.5, 3.2,
Cái này là cái lỗi nó phát sinh như thế này các bạn. Cái này là do cái phần mềm mình nó thông minh quá. Phần mềm nó thông minh quá, nó báo lỗi đây nè. Thì mình phóng to lên các bạn xem. Nó báo là more than one instance of overload, overload function, tức là cái hàm cái kỹ thuật dùng overloading đó. Thì nó có nói là có nhiều hơn một hàm, có nhiều hơn một cái hàm sum mà match match the argument list, tức là phù hợp với cái đối số truyền vào ở chỗ đây ha. Thì nhưng mà mình nhìn vô làm gì có cái này là truyền vô số số thật mà. Thì ở đây mình có một cái số nguyên, một cái số thật và một cái kiểu chuỗi mà. Thì sao nó kêu lại có hai ông, đúng không? Có hai ông nhiều hơn ở dưới đây nè. Các bạn nhìn ở dưới đây thì ở dưới đây nó báo rõ hơn nè, nó báo cụ thể hơn là ở đây là hai ông đó là hai ông nào. Đó, ambiguous call to overload function, tức là nó đây nè, đó có thể gọi ha, could be có thể gọi cái hàm float float đúng không? Và có thể gọi cái hàm là in in sum của hai kiểu số nguyên in in đúng không? Thì ở đây á, tại vì cái chương trình mình nó thông minh quá, mình truyền vào là truyền vào số gì các bạn? Cái này là số thật ha, rõ ràng là số thật, nhưng mà nó chấp nhận là nó ép kiểu về thành số nguyên các bạn, nên nó mới kêu là cái gì? À, có thể là xài hàm này hoặc là hàm này, tức là cái con số này nó sẽ ép kiểu về số nguyên, tức là còn lại số 3 và số số 3 phía trước này thôi. Nó bỏ cái phần thập phân đi. Đó, nó thông minh quá các bạn. Thì đối với tình huống này thì mình xử lý đơn giản thôi. Một là mình tạo ra hai cái biến ha, cái hai cái biến AB nào đó bằng một cái con số thật nè. Đó, B bằng một cái con gì đó, đúng không? Rồi sau đó mình truyền hai cái biến AB vô thì chắc chắn là ok, đúng không? Đó, A nè, B nè, đó, build cái chương trình cái thì chắc chắn là ok các bạn ha. Đó, không có lỗi gì hết. Đó, được chưa? Đó, thì cái đó là mình sẽ truyền vô và nó hiểu được chính xác đây là kiểu kiểu float, thì nó sẽ gọi cái hàm sum tính cái float. Các bạn hình dung được không? Đó. Nhờ cái cách thứ hai hồi nãy luôn đi. Ví dụ như cái bài hồi nãy luôn. Thì mình chỉ cần ép kiểu thôi ha. Nếu mà nó tính kỹ như vậy á thì mình chỉ cần là ép ép kiểu ha. Các bạn ghi ở phía trước cái kiểu float nè. Và bên đây các bạn ghi thêm cái kiểu float vô. Đó, tức là ép kiểu cho cái hai con số này là chính xác là kiểu float. Đó, thì khi đó mình build chương trình đó. Đó, thì nó sẽ báo ok các bạn ha. Ok. Rồi, thì chạy chương trình. Các bạn thấy không? Đó, 6.7 ha. Ok ha. Rồi. Rồi, bây giờ mình thử cái dạng thứ ba là đưa vào hai cái chuỗi thì sao, đúng không? Đưa vào hai cái chuỗi thì sao? Rồi, cái chuỗi là hi, đúng không? Rồi. Cái phía sau là phẩy cái u, đúng không? Đó. Đó, thì cũng gọi hàm sum, đúng không? Rồi chạy. Đó, các bạn thấy không? Đó, hi u. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó cộng hai cái này lại với nhau thành hai cái chuỗi string lại với nhau. Đó, thì đây chính là cái kỹ thuật gọi là function overloading, tức là một cái hàm mình có thể viết 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 nhiều cái hàm cùng tên nhưng mà cái đối số truyền vào là khác nhau hoặc là cái kiểu dữ liệu trả về là khác nhau ha. Rồi. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.